bà hoa chu và bà ấy chỉ chờ đấy, có 39 là bà ấy chốt luôn. Chu hoa chu mua hàng dễ tính, nói chung nhà mình có mấy chị khách quá dễ tính mà mua nhiệt tình cực. Chị An Tuyết này, chị Trương Loan này, nói chung nhiều lắm, chị tăng cực nhiều mà. Phương Nguyên, chung là toàn khách dễ tính nhà mình cũng nhiều. Im chưa sao mở đấy nhở? Chị chỉ mong mấy khách giữ đơn kia vào xem nốt gửi đi cho nó rộng thôi. Mấy khách giữ đơn ý. Xe của lô là xe to to, bỏ lên nhiều người hỏi 39 phết. Bây giờ các chị bảo ý của một chị là giải ra để lên nắp hộp ý. Nhưng mà nhiều lắm, nhà mình mà giải thì cũng có hết cái nhà này. Đấy, cả nhà rồi. Gì cũng không hết được mà cũng phải đứng lên đứng xuống hết không ạ? Xả lại nhé mọi người ơi, vào lại giùm em với. Chị Thiên Quỳnh lấy đôi vàng để số điện thoại, nhưng mà ở live stream trước này thôi, cứ bảo chị sang live stream này chốt nhá. Xin chào các chị. Chào Huyền Trang. Phương Nguyên ơi, xem ảnh trong tôi nhá. Ôi chắc là trong lúc vận chuyển rồi bọc kỹ thế mà không ăn thua. Nhưng mà đi có lộ không hả Phương Nguyên? Em inbox cho chị Phương Nguyên ý, bảo chị là hôm sau lấy mua gì fix. Chắc là do đi ấy. Ok, chị Thiên Quỳnh lấy đôi vàng này 135.000 nhá, xe 37. Đó là xe 37 nhá, chắc chắn lấy giùm em, hôm nay em xả lỗ rồi nhá. Chị Thiên Quỳnh, em mới ghi Thiên Quỳnh nhá, không nhầm. Phương Nguyên không phải, đây chị inbox cho, bởi vì chị sẽ em nhầm lắm, có hai chị Phương Nguyên liền. Ơ, cái lắp của cái này đâu? Cái lắp của cái này đâu? Hay lấy tặng lắp khác đi, chả biết đâu rồi. Chị không nhìn này. Thiên Quỳnh em nhìn thấy không, lấy đôi vàng. Sục đen đá nào nhìn ơi. Sục đen đá nào nhỉ, nhím nhở? Có đôi gu xì đẹp này, chị Hoa ơi, có size 38 này. Sục nhện 150 nhá chị nhá. Chị rẻ Phương Nguyên à? Mình 135 đúng chị. 135 thì đừng ghi nhầm giá nhá. Mai ngồi nghe lại là mút chỉ. Chị Phương Nguyên ơi, chấm inbox cho em ấy, không tìm được chị rồi. Trên pancake tìm được, vào đây không tìm được. Ngôi sao size 35, nhím candy lấy đôi này à? Đôi này là 159.000 nha em nhá. Đã sale rồi, còn 159.000, còn đúng một đôi đá. Nếu mà nhím candy mà lấy thì để lại số điện thoại này. Nhím candy mà lấy thì để số điện thoại nhá. Mọi người xe nhá, chia sẻ 5 nhóm để mua hàng giá ưu đãi. Mọi người chia sẻ 5 nhóm đi ạ. View lên 250 em chơi game nhá. Nhím candy để số lấy đôi sục 159.000 này. Còn đúng một đôi. Đây nhá, đôi của nhím candy đây nhá. Tay 35, đây cái xích của nó. Đây này, giày dép nó còn có cả cái dây này nhá. Nếu mà chẳng may bạn về bị bay, bị bung ý thì bạn có thể tự khâu lại điều này rất là dễ. Đó, nó còn có cả cái đó để cho mọi người thay cơ mà. Giày dép xịn mà, đây là hàng công ty sale thôi. Tức là thi thoảng em mới ôm được một lô sale ấy cả nhà. 159. Kìa nào. Em ghi lại đi, đừng ghi nhầm nhá. Không biết là phải hỏi chị luôn. Ngôi sao không có 37 đâu chị ơi. Ngôi sao không có 37. Mọi người chia sẻ live stream vào 5 nhóm nhá. View lên 250 người em sẽ chơi game. Tặng một đôi UB. Chị Thiên Quỳnh ơi, inbox thông tin nhá. Comment trên này nó bị trôi. Nhá chị yêu nhá, có size 37 đấy. Có size 37. Sục nhện này chỉ còn 38 và 39. Nhưng mà chân 37 đi thoải mái nhá.
Sụp nhẹ này chỉ còn 38 và 39. Nhưng mà chân này đi thoải mái đây là được sale rất là nhiều so với hôm đầu về rồi đấy. Đây này. Ôi hôm đầu á 170, 180 các bạn ấy mua mầm luôn. Bởi vì nó đẹp quá mà. Đôi này về được khoảng 4, được khoảng 50 đôi thì hết sạch. Bây giờ còn đúng 2 đôi. Còn đúng 2 đôi nhá. Không, chưa, không phải đâu Phương Nguyên ơi. Cái đấy là do cái đôi giày đó nó có sẵn ở bên trong. Đôi da sần, đôi Gucci này size 38 này. Đôi Gucci này size 38 nhá. Size 38 140.000 này. Size 38 140.000. Còn đôi này chỉ có 125.000 thôi. Đôi ô vuông này chỉ có 125.000 thôi mà size 36. Sụp nhện không có 37 đâu Thúy Hằng. Chị Khánh Vân lấy sụp nhện size 38 là cái đôi kia. Khánh Vân để lại số điện thoại cho em ạ. Đôi vàng nâu này size 36 á. Đôi vàng nâu này size 36. Đúng rồi, đúng rồi ạ. Khâu lại được bởi vì người ta cố tình để như thế đấy ạ. Tức là trong mỗi hộp đấy nó đều có cái đó không à. Có rất nhiều đôi 37 luôn, đôi 37 nhá. Khánh Vân có lấy không, để số điện thoại đi ạ. Ý mình là cái đôi này chân 37 bon chen được nhá. 37, 38 đều đi được cái đôi này luôn. Sụp nhện này còn 38, 39. 150.000 em có lấy không? Không thì chốt cho bạn khác luôn nha. Ok, bạn Nguyễn Thúy Hằng có lấy không ạ? Bởi vì chân mình đi 37 chuẩn. Chân mình đi 37 chuẩn nhá, mình đi thử cho bạn coi. Đây này, thực ra sục thì nó không quan trọng là phải vừa in đâu ạ. Sục thì không quan trọng phải vừa in. Ok, Lê Trần Thanh Mai chờ chị một tí. Chị... Em ô vuông size 36 đen để số điện thoại cho chị nhá. Ô vuông 36 125.000 này. Lại thì lại này. Lại thì lại để số điện thoại luôn nhá. Lại thì lại để cho mình số điện thoại lấy đôi này 125.000 này. 125.000 nhá. Lại thì lại để số điện thoại. Đôi sụp 150 là còn 38 và 39 nhá. Lại thì lại này. Đây nhá, đôi của bạn đây nhá. Chị Đặng Thị Mộng Vân ơi, chị hỏi em gì đấy? Chị Khánh Vân ơi, chị chắc chắn lấy giúp em nhá. Không biết là chốt cho Khánh Vân hay là chốt cho chị Nguyễn Thúy Hằng. Em Nguyễn Thúy Hằng comment 37. Thôi rồi, đôi nhện này bây giờ em chốt lại nhá. Bây giờ chỉ còn đúng một đôi 38 và một đôi 39 thôi. Nên là chị nào comment nhanh nhất thì em để nhá. Bởi vì em lại thì lại để số kìa. Các chị nhá, các chị thông cảm cho em, còn một đôi này ai lấy comment là sục nhện 38 kèm số điện thoại cho em, ai comment đầu thì em để nhá. Sục nhện 38 kèm số điện thoại giùm em. Sục nhện 38 kèm số điện thoại, có rất nhiều size to, chờ em một chút chị nha. Sục nhện 38 kèm số điện thoại giùm em. Sục nhện 38 kèm số điện thoại giùm em nhá. Ok, chị Nguyễn Thúy Hằng này, size 38 đâu em? Là đôi này à? Còn đôi size 39 nhá. Đấy, chân em vừa size 37 còn đi được. Tức là những chị nào mà đi 38 chuẩn có thể lấy sang 39 nhá. Chị nào bây giờ sục nhện em còn một đôi size 39 nhá. Em khẳng định là chân 38 chuẩn đi được chân 39. Đây này, bởi vì chân em nói chung là đi cũng xem, nó không bị rộng quá đâu. Sục nhện nhá, 38 và 39 tức là nó cũng xem nhau mà. Chỉ là chân đừng quá to thì sẽ không được thôi. Đôi này còn đôi size 39, còn đúng một đôi nhá, 150.000 là giá đã sale. Đôi đen đá vàng size 37. Đôi đen đá vàng size 37 nào nhỉ? Đôi này chỉ còn 38 thôi ạ. Đôi này chỉ còn 38 thôi ạ. 125.000 chỉ còn size 38. Đôi bệt Gucci không có 36 tình yêu ơi. Nếu mà tí thấy chị để cho, từ từ đã để chị tìm. Chân chị nào đi 38 có thể đi vừa size 39 nhá, thoải mái luôn. Thực ra vừa nãy em đi nhầm cho các chị đấy. Size 38 bé hơn một tí, chân 37 được. Đây là chân 39 này. Đây là size 30, size 39 này, em đi hẳn vào tặng vào trong ấy thì nó thừa một chút gót như này. Đó. Size 39 đấy, sụp nhện 39 chị Thảo Nguyên rồi, em còn một đôi hết luôn. Lâm Tâm Lan lấy cho chị cả. Ngoài ra các chị có thể chốt sang màu kem này, màu kem thì còn nhiều size hơn, màu kem còn 37 này. Màu kem rẻ hơn nhá, màu kem chỉ có 145.000 thôi. Size 37, 38 đều còn. 37 màu kem là người ta nhờ xả nên là có giá rẻ hơn này. Có 37 38 màu kem có 145.000 thôi. 37 38 39 luôn.
37, 38, 39 đều có nhá. Sục màu kem thì còn 37, 38, 39 mà thôi. Bán cho nhanh thì bán 140.000 con màu kem luôn. Màu kem bán 140.000 luôn nhá. Đây 140.000 em xả sập xả, em xả lỗ luôn đấy. Người ta nhờ em xả em còn xả thêm cả giá luôn. 37, 38, 39 đều còn. Ai mà lấy comment là 140 kèm size 37, 38 hoặc 39. 37, 38 hoặc 39 nhá các chị nhá. Bệt gu xì có size 39 không? Em chỉ còn size 38 thôi chị ơi. Chỉ còn 38 này, đế này, đế chống trơn trượt luôn này. Đôi đen khóa vàng có size 39 không chị? Đen khóa vàng là nhờ tình yêu nhở? À đây, vừa đây bạn nào hỏi đôi này có size 38 này, 140. Riêng đôi này thì quá đẹp luôn, 140.000 nhá. Đôi này chỉ còn đúng một đôi size 38 là hết sạch luôn. Nhện em hết màu đen rồi, đôi này sale còn 140. Nó không khác gì đâu, nhưng mà đây là xưởng nhờ em xả với số lượng lớn ý. Tức là nó đưa nhiều màu này hơn thì nó để cho mình với cái giá rẻ hơn, em để cho mọi người thôi nhá. Đôi gu xì 38, Lanh Nguyên lấy gu xì 38 này, 100 bao nhiêu, 139 đúng không, 13139 cứ đè lên hộp của chị đây nhá. Đôi gu xì này của Lanh Nguyên này 139.000, lấy em gu xì 38 Lanh Nguyên rồi 139 nhá. Đôi nhện của ai lấy không ạ? Kem 38 Minh Nguyệt Bùi. Minh Nguyệt Bùi lấy size 38. 38 là 240 ấy. Đây đây, 38 đây. Em xem còn đôi 38 nào không? Đây. Để cho bạn đôi này. Minh Nguyệt Bùi là size 38 này, ok. Bệt 37, ok. Huyền Huyền Trang chờ em một tí, nhện vàng không không em hết 35 rồi ạ. Chỉ còn 37, 38, 39 thôi. Đôi đen vuông vàng chị Khánh Vân lấy à? Đôi này size 3, size 38 này. Đôi đen vuông vàng này size 38. Đôi B đó 38 hả bạn? Đôi B này size 38 chuẩn luôn đấy ạ, 140. Em cam kết chất đẹp nhá. Đôi B khoét size mấy? Đây là sục mà bạn ơi. Sục này có 35, 36, 37, 140. À đâu, 36, 37, 37, 38, 39 chứ. Có 36 không nhỉ? Không. 37, 38, 39 nhá. 37, 38, 39. Người ta nhờ xả với số lượng nhiều ấy. Đôi này chị mà lấy em để 125.000 luôn. Cho hết nhá, chất này 125.000. Đôi này 125.000. Size 38. Này hoa này. Ok, Minh Nguyệt Bùi lấy đôi 140.000 rồi. Vòng tròn đen. Đôi bệt vòng tròn đen. Đôi này có 35 này. Đôi này đang là size 35, sale 90.000 luôn. Bởi vì sao nó hơi bị nhăn. Đây này, các chị nhìn thấy không? Nhưng mà nó để bình thường nó nhăn nhá. Nhưng mà khi các chị đi nó căng ra này. Đấy, nó căng ra nó hết nhăn luôn. Nhưng mà đôi này em sale 90.000, size 35. 90.000 size 3, size 35. Có mẫu khác nhá. 90k size 35. 90.000 size 35 này. 90.000 size 35. Em còn đôi hoa hồng rồi nhá. Hoa hồng này cũng đẹp. Hoa hồng này cũng 35. Không phải đôi đấy. Bạn lấy đôi này à? Size 38 này á? Ở đây Minh Nguyệt Bùi lấy đôi này em ơi. Đổ đổ lại cho bạn đi. Minh Nguyệt Bùi lấy đôi này đúng không? Lấy đôi này đúng không ạ? Đổ hộp với chị nhá. Rồi rồi, Minh Nguyệt Bùi đổi rồi, ok. Cũng bằng bằng giá tiền mà. Chỉ ghi lại đặc điểm thôi. Lấy em đôi đen khóa vàng size 38, làm gì có đôi đen khóa vàng nhỉ? Có size 37. Ai lấy đôi nào comment kèm giá tiền nhá. Thì em sẽ không bị nhầm. Ô sao lắm 35 thế nhỉ? Em Lan ơi, lấy chị đi size to đi, nhiều mà. Lúc bán hết size bé đấy, còn toàn size ấy.
Thế lúc bán hết size bé, lúc toàn size to không bán đâu. Tất nhiên là mất ship rồi bạn ơi. Cái giá này mà không mất ship thì ai bán được. Đen vuông vàng có 38 không? 35 145 nghìn là đôi nào nhỉ? Làm gì có đôi 35 145 nghìn nào nhỉ? Chỉ có 140 thôi tình yêu ơi. Đôi này nhá, đôi này size 38 này. Đôi này size 38 dày dạ. Chị Áo lấy em để 120 nghìn. Xêu lỗ nhá. Xêu lỗ 120 nghìn. Xêu lỗ 100, đôi dày dạ 120 nghìn size 38. Size 38 120 nghìn. Dày dạ nhá. Dày dạ. Rồi ạ. Chị đang cần size 38 và 39 em để đấy. Nhưng mà ý hết size 38 39 nhiều lên một tí. 37 38 39. Hôm thì toàn 37. Sợ không? Đôi này size 38 nhá. 39 đâu. Đây này, có em này size 39 này cũng đẹp luôn này. Size 39 nhá. Ai lấy đôi này em sale còn 115 nghìn. 115 nghìn size 39. 115 nghìn size 39 này quá rẻ luôn. Em sale không lợi nhuận rồi. Mọi người chia sẻ live stream nhá. Mình quên cũng chưa chia sẻ. Có 18 được chia sẻ đâu. 115 nghìn à? Hả? Đôi này size 39 đấy, búp bê đen 115.000 size 39 nhá chị nhá. Đây. 115.000 size 30 size 39 đấy. Hả? Màu rêu gì? Ờ đẹp nhỉ. Đôi chị bán đôi đấy. Size 37 ok, em có một đôi siêu phẩm này. Các chị nhìn thấy màu rêu không? Đôi này chỉ còn 35 thôi, nó hot lắm. Nhưng mà đây này, đôi này chị nào lấy em sẽ bán với giá là 145.000 cho các chị. Nhưng mà bán ra này lỗ chổng vó luôn này. 135.000 có hai màu, một rêu và màu đen. Cực kỳ sang luôn. Cực kỳ sang luôn nhá. Size 37, 37 màu đỏ này. 35 cực kỳ sang luôn. Chân chị nào bé chốt ngay con này cho em nói thật. Không đâu bán rẻ như thế này đâu ạ. Này cái nhá, che cho đỡ trời. Đẹp thật sự luôn ấy. Đôi bệt đen mũi nhọn đá nhiều màu. À đôi này 90.000 size 35. Em sale 90.000 size 35 này. Cái da nó hơi bị nhăn nhá, như khi các chị đi này. Đấy, đi vào căng da này. Tức là khi mình đẩy chân vào đấy, ví dụ nó căng như này nó hết nhăn đúng không ạ? Bởi vì nó chất da mềm. Nhưng mà em xem đôi này 90.000 nhá. Nhưng mà chỉ còn size 35 thôi, 90.000 size 35. 90.000 size 35. Ui đau bụng quá. Size 35 145.000, chị cầm ly mai lấy đen à? Ok. Chị cầm ly mai lấy màu đen, em ơi đôi này màu đen. Có một đôi nơ xinh cực, chờ em tí. 35 đúng không? Cẩm ly mai. Có size 37 chưa hả? Có hôm thì toàn 37. Như lúc đầu lên toàn 37. Đây đôi này còn hai đôi này. Đôi này có 38, không biết có 37 không này. Đôi này còn cả hai đôi đều size 38 luôn. Chân 37 bon chen thoải mái này. Đôi này sale 119.000 nhá. Đây ạ. Em đi thử nhá. Em đi thử đôi này. 119.000 cho em này. Khổ quá, cái livestream trước tôi bán bao nhiêu đôi 37 toàn mấy đôi 37. Có thấy Huyền My nhá. Đây. Rồi đi em cực kỳ. Đây nhá. Nếu các chị không thích cái hàng đá trắng này, về cắt đi cho em nghĩ cắt đi đẹp hơn ấy. Đấy. Cắt đi nhìn nó thanh thoát chân hơn ấy đấy. Cắt đường mà cắt thoải mái luôn, cắt không lộ luôn nhá. Cái hàng đá trắng này. Bởi vì em hay thế. Đây nhá, chân 37 vẫn đi vừa luôn. 119.000 thôi. 119.000 thôi nhưng mà đôi đẹp mà.
cắt cắt cái đá trắng này đi, mình thì nghĩ là đẹp hơn đấy. Đây này, đấy mọi người cắt cái đôi đá trắng đi, nhìn chân rất là thanh thoát đúng không? Đây đi nó rất là đẹp luôn, kiểu này đi đẹp mà. Có thấy Huyền My nhá, có đặt chế độ xem trước không hả Trang ơi? Vừa nãy có mấy đôi 37 đẹp lắm. Đôi nâu rồi nhá, em sale lỗ rồi. Ai mà thôi ai lấy thì 109.000 đi, còn hai đôi duy nhất hết rồi. 109.000 đâu nhỉ? Đôi màu vàng kia có size 39 không? Màu vàng nào nhỉ? Đôi này đang là size 38, à size 36. Chị nào lấy đôi size 36 này em để 129.000 nhá, size 36. Đôi đen vuông vàng là cái gì? Đen vuông vàng là gì em? Đây á, đôi này 125.000, size 3, size 3, size 38. 125.000, size 38 nhá. 125k, size 38, em ơi cái sục này. Sục này, em còn 36 này. Đôi vàng hình con nhện ý ạ, có size 39 không? Có size 39 nhá, Khánh Linh. Đôi vàng hình con nhện đang được sale, còn 140 thôi. Đôi này còn 36 này, hai đôi 36 luôn. Xem còn đôi nào màu trắng không? 36 và 37. Đôi này còn 36 và 37 này. Đôi vàng hình con nhện có size 39 nhá, Khánh Linh nhá. Tớ bảo vào chơi game xong cứ bán quên ấy, lúc đầu khách chốt cũng rồi. Đây nhá. Đôi này chị nào lấy em sale cho còn 105.000 thôi. 105.000 thôi nhá. 105k có 35, à có 36 và 37. Ok, Huyền Trang lấy 37. Hết 37 luôn nhá, đôi của Huyền, của Huyền Trang này size 37 này. 105.000 đây, còn hai đôi 36. Còn hai đôi 36 nhá. Thực ra mọi người ơi không cần chân chuẩn size đâu, ví dụ nhá, đôi này. Đôi này size 38 đúng không? Em đi thử cho các chị xem chân 37 đây này. Màu trắng size 37. Hết rồi ạ. Đây nhá. Thực ra là chân 38 đi cũng được và chân 37 đi cũng được. Chẳng qua chân 38 thì nó sẽ giãn cái da này ra nhiều hơn bởi nó da mềm. Còn chân 37 này đi này, không cần chuẩn đâu, đây chân em đi chuẩn 37 luôn nhá. Chuẩn size 37 đấy. Trắng nào? 105 tân đan làm sao ấy? Lúc này có giờ bán giá đấy đâu. Không biết các chị thích kiểu gì luôn, thấy lên toàn màu đẹp. Cẩm Ly Mai lấy màu trắng size 36 để số điện thoại nhá. 105 size 36, Nguyễn Thị Minh Lý một đôi size 36 này. Nguyễn Thị Minh Lý một đôi size 36 105.000 này. À đâu, Nguyễn Minh Lý chứ. Cẩm Ly Mai mà lấy để số em, bởi vì em còn một đôi 36 nữa. Không ạ, đôi đen em thử không 35 đâu ạ. Đôi này chân 37 38 đều đi vừa nhá. Còn rất nhiều size 39 luôn. Có một đôi đỏ này size 37, đôi đỏ này cũng sale. Đôi đỏ này cũng sale còn 90.000 nhá. 90.000, Cẩm Ly Mai lấy đôi này, có đơn rồi. Cẩm Ly Mai ok, 105.000 size 36 này. Đôi số 36 khách bị ao nào. Đôi này nhá. Đôi này với đôi đen đều có giá là 90.000. Một đôi size 35 37. Màu đen 35, màu đỏ là 37. Mình đi thử. Đi vào nó hết nhăn luôn đây này các chị này. Đi vào nó căng cái da ra ấy đấy. Đây nhá, đôi màu đỏ này nhá, 90.000 sale. Chân 37 đấy, 37 đi vừa này. Đế tròn nó có bạn nhé. Em lên một đôi siêu phẩm hôm trước vừa bán một đôi 37 luôn. Đôi này 37 này, đôi này đẹp lắm. Huyền Trang lấy đỏ ok này. Đâu nhà đôi đỏ 90 anh em nhá. 37 này. Đôi của đôi Huyền Trang nhá. Size 37 tiếp, con này đẹp lắm. 145.000. 145.000 nhá, size 37. 145.000 size 37 nhá. 145.000
145.000 size 37. 145.000 size 37 này. Đôi này còn đúng một đôi size 37. Hôm nay tôi bán sale nhá, nên các ông ai chắc chắn mua thì hãng chốt nhá. Đây. Size 37. 37 nhá. Đôi này da bóng. Da bóng nhá, cực kỳ dễ vệ sinh luôn. Này, lót bên trong với da. Size 38 bệt, ok, chờ em một tí. Dép này size bao nhiêu đây? Dép Hàn Quốc. Đi thử nhá, chắc 36, 37 gì đấy thôi. Nhìn không to lắm. Đôi này không thấy ghi sai. Chắc là 37 cũng vừa. 36, 37 đều vừa, mình đi hơi thừa một tí. 36, 37 đều vừa nhá. Đôi này ai lấy để cho em giá 95.000. 95.000 đôi này đi quá đẹp luôn này. 95.000 nhá. Ai lấy comment là 95k kèm số điện thoại này. 95k kèm số điện thoại nhá. Hay chơi game. Có 3 đến 5 đến 5 phân này, em chưa lên thôi. 95k. Chất quá đẹp luôn. Giá không có gì hàng chợ. Chị bắt đầu chán rồi. Ngồi một lúc bị chán, cho chị cái đôi xưa ấy cái màu đen, ôi bị bong rồi. Cho chị đôi đá bạc. Đôi đen hoa mũi nhọn. Đôi bạc bên cạnh em ý. Cái này 125. Đôi này còn một đôi size 38, chị nào lấy em để 140 này. 140.000 size 38 nhá. Sao phải lôi cả hai cái ra. 140.000 size 38 này. Các chị ơi, cái lót của nó nhá. Ai lấy bớt luôn 130, bớt thêm 1.000. 139.000. Bán này á, giờ này phải chơi game. Lên đông đông xong bắt đầu mới bán. Giày đẹp nhưng mà toàn các chị không đi đúng sai. Size 36 cũng sale 90.000 luôn. Size 36 nhá, cũng sale 90.000 luôn. Đôi bệt đen đi à. Đôi này còn đúng một đôi size 35 thôi ạ. Chị nào lấy để 125.000. Còn đúng một đôi size 35 125.000 nhá. Chào Dung Sinh. Thank you tình yêu. Không phải đâu, bình thường chơi game ý, lên đông đông bán nhanh bởi vì giày dép lẻ sai mà. Nên là các chị thích nhưng mà nhiều khi cái size nó không đúng, cũng chẳng mua được. 90.000 này, size 36. Cho em xem lại đôi nơ màu đen. Đôi nơ đen là 37 nhá, 140.000. Bệt 38 còn chị nhá. Đây ạ, size 37, cái nơ nó còn phối màu cơ, các bạn nhìn thấy không ạ? 100, bao nhiêu nhỉ? 139.000. Thôi chị cầm nước về. Dạo này mình cứ làm sao ấy, phải vía ấy. Dép hai quai có size 35 dạ không ạ. Lên bệt 38 ok, chờ chị một tí. Bây giờ chơi game nhá các chị nhá. Bệt đen 40 em không có đâu chị ơi. Chỉ có cao nhất là 39 đến 39,5 thôi. Sục nhũ 110k bán đi chị. Ôi chị em ơi. Nghĩ gì bán 101 là chị để chị đi hơn. Đôi này hôm trước bán 106, 107 khách vẫn chốt là mầm.